Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Vi Dung. Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 4 năm 2016, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mưa đá và lốc xoáy bất thường xảy ra tại nhiều địa phương gây thiệt hại về tài sản cho người dân. Công tác khắc phục đang tích cực được triển khai. Thông tin tiếp theo về vụ trung úy công an bị tố nhổ nước bọt vào người dân, người trong cuộc nói gì? Lo sợ bị ngộ độc, một kỹ sư công nghệ bỏ Hà Nội về quê trồng rau sạch. Trong phần tin quốc tế, ít nhất 80 người thiệt mạng và hơn 245 người bị thương vong trong vụ hỏa hoạn tại ngôi đền Puttigan ở thị trấn Kulam, bang Kerala, Ấn Độ. Chính phủ Hàn Quốc ban hành một hướng dẫn ăn uống mới để đảm bảo người dân sử dụng thực phẩm đúng cách. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Trung ương vừa có thống kê về thiệt hại do trận mưa đá và lốc xoáy diễn ra trên nhiều tỉnh thành vào ngày hôm qua. Theo đó thì có 8 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng phần mái và nhiều diện tích rau màu thiệt hại. Ngày hôm nay, công tác khắc phục đang được các địa phương tích cực triển khai. Trận gió lốc đã làm nhà anh Hoàng Văn Nhớ ở bản Chiên Lô Mai, xã Trường Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La bị sập, khiến vợ anh bị thương nặng. Thống kê sơ bộ, gió lốc mưa đá đã làm khoảng 300 ngôi nhà bị tốc mái, 7 nhà bị sập hoàn toàn, nhiều công trình trường lớp học, điện lưới và hàng trăm hecta rau màu bị hư hỏng. Hơn 200 cán bộ chiến sĩ công an, dân quân tự vệ giúp bà con thu dọn nhà cửa và di rời tài sản đến nơi an toàn, tiến hành hỗ trợ 5 triệu đồng với các hộ bị sập. Tại Lào Cai cũng là lần đầu tiên trong năm 2016, hiện tượng mưa đá xảy ra trên diện rộng vào hôm qua. Mưa đá có kèm theo dông lớn với kích thước viên đá phổ biến từ 0,5 đến 2 cm. Do các hạt đá nhỏ và thời gian diễn ra ngắn, chỉ làm dập nát rau, hoa màu, không gây ảnh hưởng đến các công trình nên không có thiệt hại lớn. Trong khi đó, chiều tối qua tại xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, xảy ra mưa đá với kích thước lớn gây thiệt hại cho nhiều nhà dân, 5 người bị thương, trong đó có người phải khâu đến 30 mũi. Ngày hôm nay, chính quyền địa phương đã thành lập các tổ công tác xuống địa bàn hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa và tiến hành thống kê thiệt hại. Miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa nên xuất hiện thường xuyên hơn các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Từ đầu tháng 4 đã xảy ra tổng cộng 6 trận mưa đá gây nhiều thiệt hại, tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu cho biết, tại khu vực thủy điện Sông Chanh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam vừa xảy ra trận động đất mạnh 3,2 độ Richter. Đây đã là trận động đất thứ 3 trong năm 2016 tại khu vực này, khiến cho người dân lo lắng. Trận động đất này xảy ra vào lúc 22 giờ 12 phút 50 giây đêm qua tại vị trí 15 độ 36 phút vĩ Bắc, 108 độ 12 phút kinh Đông, trong khu vực lòng hồ thủy điện Sông Chanh 2, độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My cho biết vào thời điểm xảy ra động đất, người dân sống ở khu vực thị trấn cách đập thủy điện khoảng 7 km cũng cảm nhận có sự rung lắc nhẹ khoảng 4 đến 5 giây kèm theo một tiếng nổ lớn. Dù vậy thì với cường độ trận động đất này thì không gây ra thiệt hại gì. Còn theo công ty thủy điện Sông Chanh, thân đập vẫn an toàn. Hiện hồ chứa thủy điện đang được tích nước với cao trình khoảng 172 mét. Đây là trận động đất thứ 3 tính từ đầu năm tại đây và gần đây nhất là vào ngày 31 tháng 1, có độ lớn là 3,7 độ Richter. Vào sáng ngày hôm nay, mùng 10 tháng 4, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực khai thác hầm lò của công ty Than Vàng Danh thuộc địa phận thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Vụ tai nạn đã khiến một công nhân tử vong. Theo đó, nạn nhân là ông Phạm Huy Thủy, 52 tuổi, bị tảng than to lở ra rơi vào người, dẫn đến tử vong. Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng nay, trong lúc khai thác tại lò dọc vỉa vận tải 67 thuộc khu 2 giếng Vàng Danh, nhóm 4 công nhân đang phá lớp than bề mặt để nâng cấp lò. Khi hoàn tất ca làm việc, hai công nhân ra ngoài trước, ông Thủy và một công nhân khác nán lại sửa xích của máy xúc. Không may sự cố lở gương than xảy ra làm ông Thủy thiệt mạng. Chỉ trong 2 ngày đã có 2 vụ tai nạn liên tiếp xảy ra khi mà trước đó vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 9 tháng 4, cũng tại công ty Than Vàng Danh đã xảy ra tai nạn lao động khiến anh Nguyễn Lâm Tùng tử vong tại chỗ. Anh Tùng gặp nạn khi đẩy xe gòn cùng với các công nhân khác thì bị va chạm mạnh với thành xe. Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Ít ai có thể tưởng tượng là ngay giữa trung tâm của quận Tây Hồ, thủ đô Hà Nội, người dân lại sống chung với một con mương chứa chất thải dài đến 3 km. Hàng chục năm qua thì môi trường không được cải thiện mà thậm chí ngày càng trở nên ô nhiễm, gieo mầm bệnh tật. Câu chuyện này càng trở nên bức xúc trong bối cảnh mà dịch bệnh Zika có thể bùng phát ở Hà Nội bất kỳ lúc nào. Rác rưởi, nước thải, chuột bọ. Tất cả tạo nên thứ nước sền sệt này. 86 tuổi, ông Lê Thống ở ngõ 123 Thụy Khuê vẫn ngày ngày phải làm công việc khó chịu này. Ông có biết ông đang làm gì không ạ? Ôi dồi ôi, tôi ngày nào tôi cũng phải sáng dậy, tôi sớm tôi phải ra đây tôi gạt, bẩn lắm cái con sông Tô Lịch. Nước nó chuột chết cứ trôi nổi lềnh bềnh trước cửa nhà tôi, cho nên là hơn 20 năm nay sáng nào tôi cũng phải dậy sớm tôi gạt như thế. Mệt lắm, mà sức yếu rồi, không biết làm nào được, đi bảo là làm cấp cống mà có lấp đâu, làm sông có lấp đâu. Do nấu nướng ngay cạnh con mương ô nhiễm nên bà Vũ Thị Thắng đã phải làm thêm những chiếc bạt này. Vậy nhưng ngày nắng thì vẫn thối, mà ngày mưa thì vẫn ngập. Cái tấm bạt này thì gia đình làm là để che cái mùi hôi. Thế và do cái dòng sông chảy mà chỉ che được trước cửa nhà mình thôi chứ không che được nhiều hết. Trên cái mùi hôi nó vẫn xông vào. Thế và chắn chuột, tức là chuột nó chạy coi như là lắm khi chạy xông vào nhà luôn. Nhà tôi thì trước đến giờ là cách đây được khoảng 10 năm đã phải xây cái bậc này như thế này. Và khi mà mùa mưa lũ này nó chảy vào trong nhà thì ôi rất thứ bẩn, nhiều thứ bẩn thỉu lắm. Mà chúng tôi đã phải từng có lúc phải tát nước ra hàng ngày cũng chưa xong được. Mương Thụy Khuê là đường thoát nước chính của quận Ba Đình và Tây Hồ. Tuyến mương lộ thiên này dài 3 km từ dốc La Phò nối với hệ thống cống ngầm ở chợ Bưởi trước khi đổ ra sông Tô Lịch. Do không được khơi thông thường xuyên nên độ lưu thoát của mương rất chậm, khiến màu nước đen ngòm, bốc mùi hôi tanh, rất khó chịu. Một số hộ dân đã đóng cọc, cơi nới nhà và công trình phụ lấn ra lòng mương, khiến lòng chảy vốn đã hẹp, càng bị thắt lại. Dự án cải thiện môi trường xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê được khởi công từ cuối năm 2012, nhưng đến thời điểm hiện tại, đâu vẫn còn đó. Hiện nay thì chúng tôi đánh giá là nếu cho đến cuối mùa thì chúng ta xử lý được khoảng độ trên 10%. Tuy nhiên nếu từ dọc từ đầu nguồn suốt cả cái lưu vực mà chảy dài theo các con sông thì cái lượng nước thải xử lý của chúng ta không lớn. Môi trường trong sạch thì vẫn dừng ở khẩu hiệu, còn người dân thì phải sống chung với mối nguy hại rất rõ ràng này. Những ngôi nhà bình thường bỗng như thành hầm là câu chuyện đã diễn ra ở một số tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh. Những quy hoạch mới chưa tính đến nhà dân ở cũ khiến cho nhiều gia đình phải sống trong điều kiện khó khăn, có thể ảnh hưởng tới cả sức khỏe. Mới đây, thêm một dự án chống ngập ở đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân được thi công. Hàng chục hộ dân lại rơi vào cảnh tương tự khi mà nhà trũng thấp hơn mặt đường 2 mét. Nguy cơ nhà sẽ thành bể nước khi mùa mưa tới. Và sau đây sẽ là ghi nhận của những phóng viên VTC14. Những ngôi nhà hầm bất đắc dĩ xuất hiện ngày càng nhiều kể từ khi mặt đường trước nhà được nâng cao. Có nhà cửa ra vào chỉ còn hơn 1 mét. Nhà này phải tự xây một bức tường lên cao ngang mặt đường để làm một lối đi tạm bợ như thế này. Rất là ảnh hưởng, đúng không? Nó làm nó thành cái nhà giống như giờ nó bị trũng xuống. Nó rất ảnh hưởng, sau này trời mưa, gió, rồi nước sẽ đọng lại ao tù đây, nó lại gây mũi mọng ô nhiễm. Bây giờ nếu mà nâng lên thì cái nhà này nâng nó nổ được đâu, giờ nó đổ trần, đổ sàn rồi, không thể nâng được nữa. Con đường trong thời gian nâng cấp, bụi cả ngày lẫn đêm khiến hàng loạt ngôi nhà luôn trong tình trạng đóng kín cửa. Những cửa hàng kinh doanh thì ế ẩm, không có khách đến mua. Nhà bán gạo bây giờ nó thấp quá, hổm rài cũng không có dám lấy gạo vô, sợ nhiều khi nó mưa bất tử này kia nó ướt hết. Với hơn nữa cái nó là bụi bặm này kia đóng cửa suốt luôn, không có bán buôn gì được hết. Đường đã nâng cấp hơn một tháng nay và chưa biết bao giờ mới xong. Chính quyền cũng chưa có biện pháp hỗ trợ cho người dân. Họ đang sống trong cảnh sinh hoạt khó khăn, lo lắng cho sức khỏe của bản thân. Với góc độ của phường thì chỉ là
hỗ trợ bà con về mặt thủ tục sửa chữa nhà, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con, là coi như là không có chung là không có rườm rà về cái khâu thủ tục hồ sơ đó, là để cho bà con để thuận tiện trong cái công tác sửa chữa nhà. Đường Kinh Dương Vương vốn là con đường ngập nặng mỗi khi trời mưa, nâng cấp mang hy vọng về tuyến đường hết ngập, nhưng lại là nỗi lo lắng của rất nhiều người dân về những ngôi nhà ngập khi trũng hơn mặt đường. Tiếp tục câu chuyện trung úy công an phường Trung Liệt bị tố là nhổ nước bọt vào mặt người dân trong đêm ngày 7, rạng sáng ngày 8 tháng 4 tại Hà Nội. Ngày hôm nay 10 tháng 4, VTC14 đã tìm gặp người đăng tải clip, đồng thời là người tố người công an trên mạng xã hội. Cô gái có chia sẻ là sự việc này khiến cho cuộc sống và việc kinh doanh của cô gặp nhiều ảnh hưởng, thậm chí là cô cũng từng bị đe dọa để buộc gỡ clip. Hiện tại thì cô muốn nhận được một lời xin lỗi công khai từ chính trung úy này. Ba ngày sau khi sự việc xảy ra, cô gái này cho biết hiện không dám đăng tải các thông tin kinh doanh online vì cô khẳng định mục đích của mình đưa clip này lên mạng xã hội không phải là để câu like bán hàng. Bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là 12 giờ rồi nhá. Anh ở đây anh nhổ nước bọt vào mặt tôi. Là có người cũng đã nói với em là em sẽ bị trả thù vào này nọ. Em nên là xóa clip đi, gỡ clip xuống. Nhưng bản thân em là một người dân, em chỉ muốn làm sao em có được một lời xin lỗi công khai. Có bác, em muốn là có cả nhà báo, có bác tổ trưởng ở đây, có bảo vệ của tòa nhà và anh Bắc xin lỗi em công khai. Theo cô chia sẻ, thời gian xảy ra sự việc vào đêm 7 tháng 4. Những hành động của trung úy có tên là Nguyễn Văn Bắc này khiến cô thực sự bức xúc. Em cảm thấy là rất là bức xúc rồi, tại vì là khi mà một người có quyền có chức trong được nhà nước giao thế để mà làm bảo vệ dân mà nói như thế em không chấp nhận được. Nên em lại càng nói to hơn. Em hỏi cho rõ tại sao đêm hôm anh đến đây như thế này, em khẳng định lại ý của em để cho anh hiểu. Nhưng anh ấy lại dướn người. Anh có hành động là anh ấy nhèn nước bọt anh nhổ em. Nhổ vào mặt, nhổ thẳng vào mặt. Liên quan đến vấn đề tạm trú tạm vắng như trung úy Nguyễn Văn Bắc nói trong clip đăng tải, thì cô gái này cho biết đã hoàn thành giấy tờ liên quan cách đây gần một tháng. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình cô không có hoạt động nào gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại chung cư. Cô gái này cũng cho biết ngày hôm qua cô đã đến trụ sở công an quận Đống Đa để viết bản tường trình. Cô mong muốn sự việc này được làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian vừa qua, vàng ô được nhắc tới rất nhiều như là một chất biến măng thối thành măng tươi với kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng ở Đà Nẵng, Nghệ An hay là Thừa Thiên Huế. Trước đó vào cuối năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã bổ sung chất vàng ô vào danh mục hóa chất kháng sinh cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tuy vậy, với những gì đang diễn ra thì có thể thấy là chất vàng ô này còn có thể được sử dụng trong rất nhiều loại thực phẩm khác. Và cùng với rất nhiều hóa chất độc hại giống như là chất vàng ô, thực phẩm bẩn đang trở thành nguyên nhân hàng đầu của căn bệnh chết người mang tên ung thư. Người phụ nữ 30 tuổi này đã phải lặn lội quãng đường gần 200 km lên Hà Nội chữa bệnh. Chị được bác sĩ chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư trực tràng và nguyên nhân rất có thể chính là nguồn thực phẩm mà chị vẫn ăn hàng ngày. Thực phẩm có khả năng nó là cái nguyên nhân chính ấy. Đi chợ thì cứ mua thôi, chứ còn là sao mà biết được là nó là sạch hay là bẩn hay là như nào. Chỉ biết nghe là người bán người ta bảo là rau sạch nhà em trồng hay là thế này thế kia, nhưng mình làm sao mà biết được chính xác có phải nhà người ta trồng hay không. Chỉ biết là một cách mơ hồ là nghe họ nói như thế thì mình nghe là mình biết là như thế thôi, chứ còn thực tế để mình tự kiểm soát xem là có đúng họ nhập có nguồn gốc hay không thì mình không thể biết được. Từ lúc đầu mình cứ nghĩ là ung thư nó ở đâu ấy, chứ không nghĩ là lại rơi vào mình. Ung thư ở nơi đâu? Nó có thể ở chính trong những thực phẩm bẩn mà chị Lan vẫn ăn hàng ngày. Từ những mớ rau, miếng thịt hay từng con cá mà mỗi khi đi chợ, chị vẫn đặt lòng tin vào những người bán hàng là chúng có nguồn gốc rất sạch. Giống như chị Lan và rất nhiều những bệnh nhân khác tại Bệnh viện Ca Hà Nội, bà Hiền cũng được chuẩn đoán mắc ung thư trực tràng do ăn phải thực phẩm bẩn. Tôi nghĩ là tôi bị như này là nó có liên quan nhiều đến thực phẩm. Ở quê thì đa phần là chỉ ăn rau và thịt thôi. Những người họ trồng ấy, họ ăn ấy thì họ trồng riêng một luống, họ chỉ có ăn thôi.
còn vợ chồng họ bán thì họ cũng cứ phun thoải mái. 2-3 ngày tốt là cái là họ lại mang đi bán. Hiện nay, nước ta có khoảng 200.000 người mắc bệnh ung thư. Mỗi một năm, tỷ lệ mắc ung thư tăng thêm 10%. Sau 5 năm, tỷ lệ tăng gấp rưỡi. Và sau 10 năm, tỷ lệ đã tăng gấp đôi. Trước đây người ta quy kết khoảng độ 40-50% là do rượu, do thuốc lá. Nhưng ngày nay, đặc biệt là sau ngày 28 tháng 10 năm 2015, khi Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố nhân loại hãy hết sức cảnh giác, thực phẩm cũng gây ung thư giống như thuốc lá và rượu vậy. Qua tất cả các nghiên cứu của 22 chuyên gia hàng đầu thế giới thì thấy rằng là thực phẩm đang là mối đe dọa không phải chỉ Việt Nam và trên toàn cầu. Hiện nay Bệnh viện K nghiên cứu chủ yếu thông qua các hệ thống mạng lưới phòng chống ung thư trên toàn quốc, thấy rằng cái tỷ lệ mà số người mắc bệnh liên quan đến ăn uống chiếm khoảng độ 30%. Mỗi năm, nước ta có khoảng 26.000 người chết ung thư có liên quan đến thực phẩm bẩn. Con số này cao gấp gần 3 lần số người chết vì tai nạn giao thông và gấp tới gần 169 lần số lượng người chết vì thiên tai năm 2015. Những con số này một lần nữa cho thấy thực phẩm bẩn thực sự là sát thủ thầm lặng ở nước ta hiện nay. Những năm gần đây, liên tiếp thông tin về việc phát hiện thực phẩm bẩn đã làm người tiêu dùng hoang mang lo lắng. Nghiêm trọng hơn, nhiều người đã và đang trở thành nạn nhân của thực phẩm bẩn. Trước thực trạng này, chuyện người dân tự đi tìm thực phẩm sạch, tự tìm ra nguồn cung cấp thực phẩm sạch cho mình đã không còn là điều hiếm. Câu chuyện về chàng kỹ sư trẻ tốt nghiệp tại một trường đại học có tiếng ở Hà Nội nhưng lại về quê làm nông dân sau đây sẽ là ví dụ điển hình nhất cho việc người dân đang tự tìm cách bảo vệ mình giữa vòng vây của thực phẩm bẩn. Vốn là một kỹ sư, tốt nghiệp khoa công nghệ môi trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2008. Thế nhưng bỏ lại tất cả, anh Việt quyết định rời Hà Nội, về quê gắn bó với ruộng vườn. Lý do cho quyết định này đã làm nhiều người bất ngờ. Cũng nhiều buổi ăn cơm thì mình thấy là cái khi luộc cái nước rau lên, đặc biệt nhất là rau muống, thì nó có cái hiện tượng là nước rau nó thâm đen xong là để nó bị lắng đọng, thì mình thấy là hiện tượng nó hơi lạ. Nhưng mà sau cái bữa ăn đấy thì gia đình cũng rất là nhiều người bị đau bụng. Thế là mình có nghĩ là chắc là khả năng là do cái lý do về thực phẩm. Thì sau quá trình tìm hiểu thì mình thấy là cái vấn đề thực phẩm là nó rất là nhức nhối và đặc biệt nhất ảnh hưởng đến chính gia đình mình. Sau 6 năm học hỏi, thử nghiệm nhiều công nghệ khác nhau, năm 2014, anh bắt đầu trồng thử nghiệm các loại rau như cà chua bi, dưa chuột, củ cải trắng theo công nghệ Israel. Theo công nghệ này thì từ nguồn đất, nguồn nước tưới và phân bón đều phải có tiêu chuẩn riêng. Cả kiến thức truyền miệng của bà con nông dân mình tổng hợp lại rồi cả những kiến thức chính thống ở trên sách vở. Thêm một cái khó khăn nữa là về khó khăn về cây trồng, là vì mình cũng không xuất phát, bản thân không xuất phát từ cái ngành nông nghiệp ra. Thêm vào nữa là cái thời tiết bây giờ thì cái khí hậu nó càng ngày nó càng khó lường. Cái thuốc bảo vệ thực vật thì tràn lan rồi, không có nguồn gốc rồi. Thực tế là cũng rất nhiều cái mà mình cần phải tính toán, cần phải làm sao cho cái sản phẩm đạt yêu cầu nhất. Trên diện tích gần 4.000 m², anh đã đầu tư xây dựng nhà lưới. Việc phủ lưới sẽ ngăn ngừa được côn trùng, sâu bệnh thay vì phải dùng đến thuốc bảo vệ thực vật vốn rất độc hại. Nhờ làm sạch, rau củ của anh đã được nhiều người tiêu dùng tin tưởng. Thế nhưng, để được thành quả này, không ít khó khăn anh đã phải trải qua. Quan niệm của người Việt Nam mình ấy, làm nông nghiệp là cái gì đấy mà nó rất là nghèo và nó rất là khổ, chứ không được là cao sang lắm. Thế thì mình cũng dần dần thì trong cái quá trình làm thì mình cũng thuyết phục được mọi người. Gia đình, tư tưởng gia đình chúng tôi muốn là anh ấy làm một việc gì đó về mặt khoa học kỹ thuật ở thành phố. Mới bắt đầu thì gia đình cũng, vợ chồng cũng băn khoăn suy nghĩ. Một là làm nông nghiệp thì nó nhiều vấn đề rất phức tạp, rủi ro, rồi đầu tư vốn lớn. Không chỉ dừng lại ở việc tự túc, tự cấp, anh Việt đang tìm cách để đưa rau sạch của mình đến tay nhiều người tiêu dùng. Nhưng cách làm của anh sẽ khác. Sẽ cung cấp cái sản phẩm, cung cấp đến tận tay trực tiếp người tiêu dùng. Thì như vậy nó sẽ có cái tác dụng là mình, thứ nhất là cái sản phẩm mình được bảo quản một cách tối đa. Thứ hai là để tránh cái hàng giả và cũng một phần là để nhận được cái phản hồi của khách hàng để mình hoàn thiện sản phẩm. Chỉ 2 tuần nữa, vườn cà chua sạch này của anh Việt sẽ cho thu hoạch. Chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella đang được triển khai trên cả nước. Đối tượng tiêm của năm nay là các em học sinh 16-17 tuổi.
Những tưởng với độ tuổi này thì các em sẽ có ý thức tự giác trong việc phòng bệnh, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Không ít học sinh còn sợ tiêm, thậm chí là dùng chiêu trò để tránh phải tiêm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14 tại tỉnh Quảng Ninh. Tại bàn đăng ký tiêm, không hiếm những lá phiếu mà ô cuối cùng của mặt sau được đánh dấu như thế này. Còn những lá phiếu hai ốm, sốt thì nhiều vô kể. Hai là mang thai hay ốm sốt thì cũng vẫn phải đến bàn tiêm, vì giáo viên đều biết đó chỉ là chiêu trò để trốn tiêm của những cô cậu nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò này. Vì là ở đây nó có y tế học đường và tôi là người kiêm nhiệm ở đây. Các cháu là ốm là cho lên phòng y tế học đường kiểm tra, sau đó mới xác định là cháu ốm thật hay ốm giả. Do tâm lý rất là sợ tiêm chị ạ, nên là có thể là các bạn đấy cũng không muốn tiêm. Nhiều bạn còn nghỉ học, hôm nay không đi tiêm chị ạ. Tại bàn tiêm, không ít học sinh căng thẳng, thậm chí khóc méo khi đến lượt. Theo các chuyên gia, tâm lý hồi hộp, lo sợ chính là nguyên nhân khiến học sinh mệt mỏi, choáng váng, ngất xỉu khi tiêm. Thậm chí có những em ngất trước khi tiêm. Đối tượng hôm nay nghỉ đấy thì sẽ được tiêm vét vào cái ngày tiêm chủng ở dưới xã phường. Mỗi mũi tiêm này sẽ phòng cho học sinh một lúc hai bệnh là sởi và rubella. Nếu các em được tiêm đầy đủ trong đợt này, khoảng 5 đến 10 năm tới, khi các em gái bước vào tuổi làm mẹ, sẽ giảm bớt được gánh nặng dị tật trẻ sơ sinh do mẹ nhiễm rubella trong thai kỳ. Còn với các em nam, việc chích ngừa cũng rất cần thiết để không lây bệnh cho bạn gái. Và xa hơn, chiến dịch này còn nhằm mục đích nâng cao miễn dịch cộng đồng đối với hai loại dịch bệnh, sởi và rubella. Cái việc tiêm chủng hai cái loại vaccine này nó rất là quan trọng đối với từng cá thể và cộng đồng. Nếu chúng ta làm tốt thì chúng ta có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh cho từng cá thể cũng như cho toàn cộng đồng. Một cái xã hội mà không có dịch bệnh đấy là một xã hội rất là tốt. Vì vậy nên là các bậc cha mẹ cũng như là các cháu học sinh cần phải tuân thủ theo cái hướng dẫn của các cái đơn vị y tế, các cái đơn vị tổ chức làm sao nâng cái tỷ lệ tiêm chủng lên cao nhất. Theo Bộ Y tế, 6 tháng đầu năm 2015, sau chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi, số mắc sởi giảm 52 lần so với cùng kỳ năm 2014. 3 tháng đầu năm 2016, thống kê mới có dưới 10 ca mắc sởi và dưới 10 ca rubella. Bộ Y tế khẳng định đó là thành quả rõ rệt nhất của chiến dịch tiêm chủng sởi rubella cho 20 triệu trẻ trong năm 2014-2015. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Vào sáng hôm nay ngày 10 tháng 4, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại ngôi đền Puttangal ở thị trấn Kollam, bang Kerala của Ấn Độ, khiến cho ít nhất 80 người thiệt mạng và hơn 245 người bị thương. Tuy nhiên, con số thương vong có thể sẽ còn tăng trong thời gian tới. Theo Reuters, vụ hỏa hoạn xảy ra vào 3 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 4, theo giờ địa phương, khi đang có rất đông người tập trung tại đền nhân lễ hội Vishu. Các nạn nhân đã được đưa tới các bệnh viện trong khu vực Mayapuram, Kottayam và các trường cao đẳng đại học y để điều trị. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn dữ dội này được cho là do màn bắn pháo hoa ăn mừng tại lễ hội đền thờ. Vụ việc khiến cho ngôi đền chính, nơi đang tập trung rất đông người, bị sụp đổ. Ngôi đền thường có màn bắn pháo hoa ăn mừng hàng năm. Chúng tôi đang làm hết sức để giải cứu những người còn mắc kẹt. Cảnh sát địa phương cho biết, sở dĩ có nhiều pháo hoa trữ trong đền là do chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ hội Vishu 14 tháng 4, lễ hội của ánh sáng và pháo hoa và được xem như là Tết của người Ấn Độ, được tổ chức vào những ngày khác nhau trên cả nước. Trước thời điểm xảy ra vụ cháy, cảnh sát cũng đã cảnh báo ngôi đền không nên đốt pháo hoa. Viết trên trang Twitter cá nhân, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn đến gia đình những người gặp nạn và thông báo sẽ sớm đến hiện trường vụ việc. Ông Modi cũng yêu cầu điều trực thăng đến để chuyển ngay các trường hợp khẩn cấp tới bệnh viện. Các nhà chức trách hiện đang tiến hành điều tra vụ việc. Được biết, ngôi đền Puttangal là một trong những ngôi đền lâu đời nhất trong khu vực. Hàng năm, lễ hội thu hút rất đông người dân địa phương và du khách.
Một cơn bão tuyết mùa xuân vừa bao phủ hầu khắp khu vực Đông Bắc Ohio của Mỹ trong buổi sáng ngày hôm qua mùng 9 tháng 4. Dự kiến tuyết sẽ còn tiếp tục rơi trong suốt cả ngày hôm nay. Theo đó, thành phố Cleveland, Ohio đã bị tuyết bao phủ trắng xóa. Nhiều nơi trong thành phố ngập sâu hơn 20cm trong tuyết. Tình trạng tuyết rơi nhiều khiến đường xá trơn trượt là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn xe hơi trên các đường cao tốc thuộc bang Ohio trong suốt buổi sáng ngày hôm nay. Chính quyền địa phương đã phải đưa ra cảnh báo chú ý đến các lái xe. Các nhà dự báo thời tiết cho biết phải sang tuần sau khi mà trời mới bớt lạnh và nhường chỗ cho kiểu thời tiết ấm áp hơn kèm theo mưa nhỏ. Cũng trong ngày hôm nay mùng 10 tháng 4, một phát ngôn viên thuộc quân đội Philippines cho biết là các binh sĩ nước này đã có cuộc xung đột với các phần tử vũ trang cực đoan Abu Sayyaf, khiến cho ít nhất 18 binh sĩ quân đội chính phủ thiệt mạng và 53 người khác bị thương. Đây được cho là cuộc giao tranh gây thương vong nặng nề nhất cho lực lượng của chính phủ trong năm nay ở khu vực miền Nam bất ổn, nơi mà quân đội đã chiến đấu lâu dài với lực lượng ly khai Hồi giáo Abu Sayyaf. Truyền thông địa phương cho hay khoảng 100 phiến quân Abu Sayyaf đã đụng độ với quân đội và 4 binh lính quân đội đã bị chặt đầu. Trong cuộc giao tranh này, quân đội chính phủ cũng đã tiêu diệt 5 phần tử Hồi giáo cực đoan có vũ trang. Abu Sayyaf, một trong những nhóm phiến quân Hồi giáo tàn bạo ở phía nam Philippines, tuy có quy mô nhỏ nhưng rất hung hãn, chuyên thực hiện các vụ tống tiền, bắt cóc, chặt đầu và đánh bom. Nhóm này từng thề trung thành với các tay súng thuộc tổ chức Hồi giáo IS ở Iraq và Syria trong một đoạn video đăng tải trên mạng. Điều này đã thu hút các tay súng từ Đông Nam Á, Trung Đông và Bắc Phi tới khu vực miền Nam Philippines. Đứng đầu nhóm này là Abu Sayyaf, kẻ từng được Bộ Ngoại giao Mỹ trao thưởng 5 triệu đô la Mỹ cho ai bắt được. Theo tướng Tan, quân đội đã tăng cường chống lại nhóm nổi dậy này kể từ tháng 11 năm 2015, theo lệnh truy nã của Tổng thống Bernardino Aquino. Càng lúc càng có nhiều bằng chứng về mối liên quan giữa virus Zika và các hội chứng rối loạn thần kinh. Cụ thể gần đây nhất, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng virus Zika có nhiều khả năng là nguyên nhân dẫn tới hội chứng teo não và Guillain-Barré, hay còn gọi là bệnh đa dễ dây thần kinh cấp. Theo đó, một hội chứng rối loạn thần kinh khác liên quan tới virus Zika chính là bệnh đa dễ dây thần kinh cấp, một loại bệnh gây ra do hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công một phần hệ thần kinh ngoại biên. Những biểu hiện ban đầu của hội chứng này bao gồm các chân yếu dần hoặc là mất cảm giác, sau đó lan dần tới hai cánh tay và thân trên, cuối cùng là người bệnh sẽ bị khó thở. Sau khi quan sát virus Zika sao chép trong các mô não của những bào thai chết non hoặc bị nạo bỏ, các nhà khoa học hiện nghi ngờ rằng virus Zika có thể trực tiếp tác động tới các tế bào thần kinh. Các nhà nghiên cứu cũng tin rằng Zika có thể tấn công trực diện lên tế bào thần kinh của người trưởng thành. Các nhà khoa học cũng đã phát hiện tình trạng nhiễm trùng tủy sống và não ở những người nhiễm virus Zika, bao gồm viêm não, viêm cột sống. Chỉ một ngày sau khi tuyên bố thực hiện cuộc chiến giảm đường để chống lại căn bệnh tiểu đường đang ngày càng tăng, chính phủ Hàn Quốc đã ban hành một hướng dẫn ăn uống mới để đảm bảo người dân sử dụng thực phẩm đúng cách. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc đã công bố một tài khoản bao gồm các chế độ ăn dinh dưỡng để kích thích thói quen ăn uống lành mạnh cũng như sử dụng các thực phẩm an toàn của người Hàn Quốc. Theo đó, chính phủ Hàn khuyến khích người dân ăn nhiều trái cây và rau quả trong chế độ ăn hàng ngày và hạn chế muối, đường cùng chất béo bão hòa, mỡ động vật, dầu dừa, chất béo chuyển hóa, gà rán, khoai tây chiên. Hướng dẫn này cũng đánh giá những người trưởng thành Hàn Quốc đang dùng nạp quá nhiều protein từ thịt, gia cầm hay các loại quả vặt. Đặc biệt, hướng dẫn này cũng khuyến khích người dân xứ sở kim chi không nên bỏ bữa sáng bởi đây là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Bộ Y tế Hàn Quốc cũng cho biết thêm họ sẽ làm việc với các cơ quan liên quan để xây dựng chiến lược thực tế để người dân dễ dàng thực hiện theo. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.